Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục nhận một cái đơn hàng ở trong Nam Định gửi ra nhé. Nha các bạn nha, cái này ở Nghĩa Hưng Nam Định nhé. Đấy, thì đây của mình bên trong mình nhận được này, gồm có một số bếp. Xem nó là bao nhiêu cái bếp này. Trước tiên đây là một con bếp này, đây có một con này. Đây có một cái vỉ bếp này. Đây có một cái vỉ bếp bếp này như bếp mới các bạn. Hai này như kiểu hai vỉ bếp mới này. Tủi ơi lòi hết lên rồi này. Rồi vận chuyển hay sao ấy. Nha. Đây. Đây là rắc cắm. Con này bếp này bếp đa năng mà. Mấy cả đây có một cái vỉ bếp này. Thì đây là tổng nó có 1 này, 2 3 4 cái vỉ bếp. Thì bây giờ mình sẽ xem là mình sửa xem là nó hỏng cái gì nha các bạn nhé. Trước tiên mình sẽ lôi một con bếp này ra để mình làm trước. Đây, bây giờ mình sẽ chọn một cái vỉ ra mình làm trước nhé. Sau lúc mình sẽ hỏi xem là bác kia là xem hai vỉ kia là như thế nào. Đây, trước tiên là một cái vỉ này. Nhìn sơ bộ về cái vỉ này các bạn nhìn này. Nhìn sơ bộ mình đã thấy này, cái con IC nổ bay lưng, nó bay lưng nhé. Như vậy thì khả năng cái con này của mình là mình đang sửa về bệnh nguồn rồi. Đấy, bệnh nguồn này cũng có rất nhiều bác sửa các bệnh nguồn này cũng đang thắc mắc thì thôi tiện rồi mình quay video luôn. Trước tiên ấy là con này bị chết nguồn đúng không? Bây giờ mình sẽ nhấc con IC nguồn nhá, nhấc con IC chết này nhá. Con IC mà có chân 5, 6, 7, 8 này, 4 chân mà nối cùng với nhau này và nối lên trên dương con tụ lọc này. Nhân dương tụ lọc này. Chân 1, 2 của nó này, 1, 2 của nó này, nó nối đi ra vào cuộn biến áp hoặc chân 1, 2 nó mà nối vào chân âm nguồn. Thì nó sẽ là con IC Viper 22A hoặc Viper 12A nha bạn nhé. Hai con đấy các bạn thay cho nhau được. Hai con đấy các bạn hoàn toàn thì thay nhau được. Kể cả nó tên khác nha. Đây. Con này là Viper, bên dưới ghi là Viper 12A luôn này các bạn này. Đấy, thì đây là con IC nguồn sau khi mình lấy nhấc ra. Bây giờ mình cần kiểm tra cái gì? Đó chính là mình đo sơ qua xem lý do làm sao chết IC nguồn. Thường thường chết IC nguồn như này này. Nha. Nó sẽ chết thêm, đó là có chết thêm con diode này này, nó sẽ chập thông này. Như các bạn nhé. Đấy thì lý do làm sao chết IC nguồn thì có thể là do chập con tụ gốm này. Chập con tụ gốm này này. Con chân số 3 này các bạn này. Chân số 3, tụ gốm chân số 3 này bị chập này. Chập xuống làm cho mất điện áp đưa về chân số 3 này. Khiến cho con IC dao động quá khỏe và gây ra chập IC. Chập IC này sẽ xông ngược lên và gây ra chết thêm con diode này. Nha. Thường thường con này dò này sẽ gây ra chập con này này. Chết con này và chập con này. Một nguyên nhân nữa, nếu mà các bạn đo con này và con này không vấn đề gì đúng không? Thì còn một nguyên nhân nữa là con tụ này nó khô này. Khi con tụ này nó khô này làm cho điện áp trên con tụ này nó không đủ 318V. Khi điện áp trên này không đủ 318V thì điện áp ra của biến áp này của mình nó sẽ điện áp ra điện áp mức thấp nhá. Khi điện áp ra mức thấp thì nó sẽ báo về con IC này mức thấp. Con IC này của mình bình thường chỉ làm việc có 50% thôi. Bây giờ nó phải làm lên tận 100% mà vẫn không đủ nguồn. Đấy nó gây ra hiện tượng là IC bị nổ nhá. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lần lượt. Thứ nhất mình kiểm tra xem diode này có chết không này. Khi mình tháo IC rồi thì mình có thể đo trong mạch được luôn nhá. Đo trong mạch được. Đo hai chiều của diode nhé. Đâu con diode đâu? Đây đúng không? Các bạn phải đo hai chiều của diode này. Đấy, không lên gì các bạn thấy không? Quay lại chắc chắn nó phải lên rồi. Tiếp theo mình sẽ đo con tụ nhé. Hai chiều con tụ nhé. Tụ này cũng thế. Tại đang trong mạch mà. Bắt phải nhấc ra mới chuẩn được. Đấy. Thì đây là như vậy là con diode này tốt, con tụ này tốt này. Thế mà IC nó nổ.
Nếu như vậy thì bạn phải kiểm tra mình xem. À, nhìn này, mạch này còn zin bản chưa đụng gì đến nhé. Nên phải kiểm tra xem con tụ này, con tụ lọc nguồn cấp trước này của mình có làm sao không nha. Mình thường thường mình hay thay luôn, mình không cần đo. Đấy, con này thường thường nó sẽ kém đi một tí. Mình sẽ đo thử các bạn xem nhé, xem nó có bị kém tí nào không nhé. Thường thường ấy, còn tự nhiên đi xe chết thì cũng có nhưng hiếm lắm các bạn. Ít khi mà đi xe tự chết, nó phải có sự cố thì nó đi xe mới chết nhé. Con này thì vẫn thấy ok. Thôi rồi, bây giờ đằng nào cũng mất công tháo ra, mình thay cho họ một con tụ mới nhé. Thay cho bác một con tụ mới. Ừ, nhiều bác thì hỏi mình là con tụ lọc trên đường nguồn này thì thay vào con nào. Thì thực ra là con tụ này, các bạn này thay bằng con tụ cứ 400V là được, 400V trở lên. Và số mi nó trên bằng hoặc là trên số mi của ban đầu nó là được nhé. Ví dụ ban đầu của nó mà là 400V đúng không, 4,7mi. Bây giờ mình có thể thay 450V 4,7mi bình thường nha các bạn nhé. Các bạn cũng có thể là thay 450V 10mi hoặc là 15mi vô tư. Đây mình đang thay con 15mi đấy. Vậy là mình đã thay con tụ này rồi này. Bây giờ mình phân tích tiếp nha. Con IC chết này này, thường thường là do con tụ này đúng không? Hoặc là cái mạch chân số 3 này nó vấn đề này. Ngoài ra nó có con IC chết này thì nó sẽ xung ngược lên và làm chết thêm con chợ cầu trì nữa các bạn. Đây. Con này của mình nó là con chợ 20 ohm nhá. Con này 20 ohm. Con này các bạn có thể thay cho mình bằng một con chợ là từ 10 ohm cho đến 47 ohm để được nhá. Con này làm nhiệm vụ bảo vệ, nó như một cái cầu trì. Con này là 22 ohm nhưng cháy này, cháy đen hết rồi, mình nhìn đọc thành 20 này. Trên thân nó ghi trên này ghi là 22. Này. Các bạn thể thay được từ 10 ohm cho đến 47 ohm được nhá. Đây mình chuẩn bị sẵn một con chợ 47 ohm mình thay vào. Và thường thường ấy, thường thường nhé, thường thường con chợ này chết nữa là xong thôi. Mình giờ mình thay vào hoặc mình đo nguồn. Nếu mà trên tụ lọc nguồn mà đủ 308V thì mình xả điện đi và mình lắp IC vào nhé. Đấy. Nhiều bạn thì sợ lắp vào nó nổ tiếp thì mình sẽ có bộ chống chập nhé. Chống chập mình có hướng dẫn các bạn làm rồi, các bạn xem lại các cái bài trước của mình. Đấy, xong nhá. Bây giờ mình sẽ kẹp vào dung nguồn vào, mình test thử xem là nó còn bị bệnh, xem nó có điện áp trên tụ lọc này chưa. Điện áp trên này phải được 308V này các bạn. Đấy. Bây giờ mình bắt đầu nhá. Nào, bạn bè tham 1000 để đo. Đo nhé, 308V như này, mình sẽ cắm vào ổ chống chập nhé. Nếu mà có chập, chạm chập gì nó sẽ sáng bóng đèn. Chưa, cắm điện này. Đấy, hiện giờ đây mình đang đo ở đây là đang được là hơn 300V. Như vậy là ok nhé. Vậy coi như là điện áp trên này đã đủ. Chưa, điện áp trên này đã đủ. Bây giờ mình sẽ rút ra. Rút ra thì các bạn phải xả điện đi, các bạn hãng thay xe vào nhé. Bởi vì nhiều khi điện áp vẫn đang tích trên này thì chưa có gì tải mà các bạn nhìn này. Đây này, các bạn thấy không? Vẫn đang tích bình thường này. Và xả điện này thì các bạn cấm được lấy tô vít để xả nhé. Mà các bạn chuẩn bị cho mình một cái bóng đèn nhé. Để bạn xả điện. Chứ nhiều bạn xả tô vít nổ xong chết luôn đi xe nguồn. Ban đầu nó không chết, nổ xong một chết một loạt. Đấy. Như vậy là mình đã làm cho có điện áp trên con tụ này rồi đúng không? Có điện áp trên con tụ này rồi. Đấy. Bây giờ nhiệm vụ mình là thay con IC này vào và cắm điện để test ra các cái nguồn ra xem thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay IC. Con này thì mình có thể thay bằng VIP 12 hoặc VIP 22 đều được nhé.
Mình tiếp tục nhá. Mình đang quay lại, có một bạn gọi Zalo đến, thành ra của mình bị thoát ra mất. Đấy, bây giờ tiến hành mình thay IC vào. Thì IC ấy, thường thường mình hay rút ở trong các cái bo bếp cũ ra. Thì bây giờ để đo IC nó sống hay chết đơn giản ấy, thì các bạn đo chân mình chân 1-2 này, với là chân 5-6-7-8 này, bất kỳ chân nào bên này cũng được nha, một chiều lên và một chiều không lên, vặn 2 × 1 nhá là tốt nhá. Còn tại sao mà lại đo như vậy thì các bạn vào phần vào kênh của mình, các bạn bấm vào phần danh sách phát, các bạn bấm vào phần nguyên lý nguồn xung, sửa nguồn xung nhé, và phần điện tử cơ bản để các bạn xem tại sao nó lại như thế nha. Mình sẽ đo hai chân ngoài cùng này, một chiều lên này, đảo lại này, không thấy gì này, tức là chân 1 mới cả chân 8 chưa, 1-2 thì thông với nhau, các bạn nhìn này, đấy 5-6-7-8 thông với nhau. Đâm ra mình chỉ việc đo chân 1 và chân 8 thôi là mình biết được là con IC sống hay chết. Đây nó đang là không chết ở cái dạng mà chập thôi nhá. Còn IC này nó chết nhiều dạng lắm, nó chết rất nhiều dạng. Đấy, bây giờ mình cắm vào. Dạo này ảnh hưởng miền Trung, đâm ra là chỗ mình mưa rất là nhiều các bạn. Mình sẽ cố gắng mình làm nốt cái hàng tồn cho các bạn nhé. Có nhiều hàng tồn quá mà không làm gì được. Thợ bên mình thì nghỉ suốt bởi vì mưa này. Có một mình làm không kịp các bạn. Đấy. Đấy, vậy là coi như là mình đã thay xong cái xe đúng không? Bây giờ mình sẽ cắm điện vào để xem biểu hiện như nào. Và các bạn sửa nguồn này thì các bạn nên rút cái bo mặt này ra nhé, tránh trường hợp chết lan nhé. Chẳng may nó có chết, nó không bị lan lên. Dĩ nhiên là nó có con IC 7805 để bảo vệ rồi, nhưng mà mình vẫn đề phòng để nếu mà nó chết thì chết bo này thôi, thay vì chết thêm cả hai bo. Đây mình sẽ cắm điện này, và đương nhiên là mình sẽ cắm qua ổ chống chập nha các bạn nhé. Nếu mà chập thì cái đèn thế mà mình nó sẽ sáng này. Đấy, mình sẽ cắm điện này. Các bạn nghe không, tiếng bíp rất là to giòn, như vậy chứng tỏ là vi xử lý của mình đã làm việc rồi và có nguồn 5V rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đo nguồn lại các bạn xem. Cái video này thì mình hướng dẫn các bạn là xử lý cái bệnh của người ta thôi. Và nếu mà mình sẽ thử sau, mình sẽ thử xem có còn bệnh gì mới không. Nếu mà còn gì thì mình sẽ quay tiếp, còn không có thì thôi nhá. Để tránh trường hợp mất thời gian này các bạn. Đây mình sẽ đo nguồn 5V này. 5V trước con 7805 nhá. Đây này. À sau con 7805. Mát thì mình dí mát cầu nóng, cầu nắn các bạn nhá. Đâu xem đúng không nhỉ? 7805 à, đây là đường quạt rồi. 7805 đó. Đây bạn này. Sau con 7805 này. 5V đã có này các bạn này. Tiếp theo mình kiểm tra 18V. 18V. Nó tính là ở cái giắc đường cái giắc quạt này luôn. Đây, giắc bên này. Đấy, được 18V này. Đấy, 18V đã cấp vào cái mạch driver này. Cái đồng hồ mình là hơi sai số một tí cho mình làm rơi rất là nhiều lần. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện lại để cho các bạn xem là nó hoạt động hay không nhá. Và nếu mà nay mai mình sẽ cho chạy thử nữa để xem nó còn bệnh gì, sinh bệnh gì thì mình sẽ quay nốt cho các bạn, còn không còn thì thôi. Các bạn thấy không ạ? Như vậy là nó chạy rồi nhá. Rồi chúc các bạn làm thành công.